em bảo là con mày nữa không được đi tao đến tao hỏi tao đều mẹ đến luôn từ coi như mẹ hỏi con lấy con gái luôn. Xin lỗi nha. Tự nhiên rồi. Để coi quạt nó sáng sáng nó tóc hoạch một cái. Nó ghi vào đây sau này về tổng tiền cho vợ đấy. Nói đều vẫn còn cứ còn vẫn còn ghi. Đây là đang ghi video đấy. Cho nên nói gì là nó go vào hết rồi. Video clip à. Xong người đây là đi ăn nốt. Đây người người Nha Trang trông màu đen quá nhỉ. Đây là kính này. Đinh không kính. Xong có mua xong đôi giày khác. Đây là con trai với con gái vợ Huyền của Đan Hồ. Đây là Nghiêm Lan này. Nhìn đây này. Nghiêm Lan với Huyền vợ Đan này. Lê Lan B hay là Dị Lan này, Tâm Lan này, Quý Loan này. Đây là đang ghi video. Chu Hoa này. Cái này nó công số đây. Còn cái này là Trang này, con gái Kim này, Kim này, Hạ Hồng này. Kim Anh này, Kim Anh này. Ơi. Kim Anh lâu lắm rồi mới có này. Đây là Hồng Lương này. Con gái của Hồng Lương này. Đấy. Thế. Biết mà vốn đây con gái. Nói đâu được là